Thưa quý vị, tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 1,8 đến 2%. Đây là chỉ tiêu ngành nông nghiệp tỉnh Long An đề ra tại kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của ngành nông nghiệp trong năm 2023 là chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng, tự phát sang phát triển có định hướng tập trung, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Phấn đấu sản lượng lúa đạt 2,7 triệu tấn, trong đó sản lượng lúa chất lượng cao chiếm 65% tổng sản lượng. Có thêm 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Có thêm một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, một huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật hiện hành đạt 60%. Trồng 500 hectare rừng sản xuất sau khai thác và trồng 1,55 triệu cây phân tán các loại trở lên. Từ nay đến hết năm 2022, còn rất nhiều công việc của ngành nông nghiệp cần phải triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm từ 2,0% đến 2,5%. Qua đó, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ có những biện pháp chỉ đạo điều hành kịp thời, linh hoạt nhằm thúc đẩy phát triển những lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng để bù cho những lĩnh vực khó khăn.